Nhìn lại năm 2023, người gia đình drama chưa có hồi kết, người vướng tam tai. Năm 2023 chắc chắn sẽ khiến dân tình có nhiều ấn tượng. Ngọc Trinh vì đam mê xe mô tô mà vướng ồn ào không đáng có nhất trong sự nghiệp. Giác bị tố được Messi tặng áo, đồng thời anh cũng sử dụng hình ảnh Messi trong MV của mình. Ban đầu, phía Messi chỉ đồng ý khi MV không mang tính thương mại. Nhưng sau đó, Giác lại đem sản phẩm này đi diễn nên sự việc càng đẩy đi xa. Hoàng Thùy Linh gây bão dư luận với đoạn clip được cho là dạy đời phóng viên. 30 tuổi, 30 thì cũng là đến cái ngưỡng mà nhiều cái điều sâu sắc nó trỗi dậy trong cái não mình, muốn là mình lùn lắm rồi đúng không? Dương Cẩm Linh cũng là cái tên sóng gió của năm 2023 khi xuất hiện đoạn clip đòi nợ. Bà Nhân Vlogs, nữ YouTuber gây chú ý trong năm 2023 bởi ồn ào với một vị bác sĩ. Sau đó, phía cô đã lên tiếng xin lỗi vị bác sĩ trước truyền thông. Ngọc Lan bị lừa tiền bảo hiểm, trong một livestream, nữ diễn viên khóc nức nở. Cuối cùng cô và đại diện bảo hiểm đã giải quyết vui vẻ với nhau. Sự mất mát của nghệ sĩ Vũ Linh làm người hâm mộ không khỏi đau buồn. Từ đây, các thành viên trong gia đình của cố nghệ sĩ cũng xảy ra tranh chấp, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng cậu tôi chết, nhưng cậu tôi không còn một người con nào trơn hả? Chỉ có con với cháu ngoại thôi à, mà con cũng không phải con luôn nữa. Phương Lê cũng từng liên quan vì giúp đỡ Hồng Loan nhưng không lâu mối quan hệ chị em đã tan vỡ. Năm 2023 có lẽ là một năm khó quên với Hoa hậu Ý Nhi, khi vừa mới đăng quang nhưng liên tiếp gặp tai họa về các phát ngôn của mình. Cuối cùng cô đã quyết định đi học thay vì can đảm hoạt động nghệ thuật như những sao nữ ồn ào khác. Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc, đây là thời điểm, là điều kiện thuận lợi để cho mình có thể trau dồi kiến thức. Hay Trấn Thành vướng ồn ào bao dạp, tiếp đến, anh khóc và phát ngôn gây chú ý trong sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng. Những điều này liên tiếp ập đến với nam nghệ sĩ. Khi đi đám cưới của các đàn em như Puka, Phương Lan thì lại lẻ bóng và ít hoạt ngôn so với trước đó. Để nếm vô cái chữ thảo quang rực rỡ, nếm nó đi và biết đó là cái gì. Diệp Lâm Anh tung bằng chứng mẹ chồng bảo vệ cô trước mặt Quỳnh Thư. Và sau thời gian tranh giành thì cuối cùng cũng có quyết định Diệp Lâm Anh nuôi con gái và chồng cũ sẽ nuôi bé trai. Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đã khiến các nền tảng mạng xã hội phủ đầy tang thương bởi quá xót xa, khiến nhiều người phải ra đi, có những em nhỏ thì mất bố mẹ. Thành Lộc rời sân khấu EDCAP sau 26 năm gắn bó. Bất cứ một sự chia tay nào chắc chắn là phải xuất phát từ cái sự bất đồng quan điểm. Tôi vẫn là người làm công chứ tôi không phải là người làm chủ. Bất đồng suy nghĩ khó làm việc lắm. Thủy Tiên sau ồn ào thì lần đầu livestream bán hàng nhưng gặp nhiều gạch đá. Tuy nhiên, dù thế nào cô vẫn rất lạc quan và được phong cho biệt danh cô gái lì đòn. Cô hai báo là hiện tượng mạng nổi lên, xuất phát từ những bữa ăn cùng mợ hai. Được một thời gian, cặp đôi chia tay và cô hai đòi lại quà. Mợ hai được khen ngày càng tích cực và cô hai thì liên tiếp bị chỉ trích. Út Phượng cũng là hiện tượng mạng, gây chú ý bởi các bữa ăn mì độc lạ. Nhà có bao nhiêu thứ, Út đều bỏ vào tô mì ăn hết. Cậu bé bị dân tình lôi lại những lần nấu ăn có một không hai dành cho mợ. Hay bị soi về chiều cao, việc học, cái cách cậu làm tổng tài. Một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ. Jin Xíu từng có chuyện tình đẹp, cứ ngỡ sẽ đi đến cái kết viên mãn nhưng sau chia tay mạnh ai nấy tố nhau khiến nhiều người ngán ngẩm. Năm nay cũng có nhiều sao Việt sơ hở là đám cưới. Phương Lan, Puka, Diễm My, cô em Chandy. Trong đó, Jin Pu đáng nói nhất vì tổ chức nhiều nơi. Tuy nhiên, cũng nhờ vào việc đám cưới dân tình chú ý mối quan hệ của Puka và Khả Như có lẽ đã không còn như xưa. Đám cưới thì song song với đó cũng có vỡ tan. Hồng Thanh và Mia gây chú ý khi chia tay sau 3 năm hẹn hò. Cô Trinh xuất phát từ Long Chun, những đoạn clip của anh chàng làm cho các em nhỏ sợ và đã gây ra phản ứng ngược vì họ cho rằng điều này ảnh hưởng đến tâm lý trẻ nhỏ. Đúng nhận sai cãi là cụm từ của một cô đồng. Bất ngờ từ đó trở thành trend và được bắt theo khắp mạng xã hội. Người đẻ ra bác chính là mẹ bác, đúng nhận sai cãi giúp cô. Đúng ạ. Nói to lên, đúng nhận sai cãi giúp cô. Dạ đúng là mẹ đẻ ra. Pamela là một hot kid, từ người thường đến sao Việt đều mê. Cô bé được ví như em bé chữa lành tâm hồn của mọi nhà. Blackpink tổ chức concert tại Việt Nam, người nổi tiếng ai nấy cũng dần dần tham dự. Việc Blackpink tổ chức đã giúp Hà Nội thu về nguồn lợi lớn. Chipu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng và xuất sắc giành hạng 6. Từ đây sự nghiệp của cô cũng thăng tiến hơn tại Trung Quốc. Còn bạn thấy sao về năm 2023? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!